chào bà con nông dân và quý khán giả thân quen của bản tin 365 ngày chuyển động. Tết cổ truyền đã cận kề, sau một năm lao động vất vả thì bà con ai cũng mong cầu mọi điều may mắn trong năm mới. Vậy là cây cỏ may mắn chưng Tết của nhà vườn ở Hậu Giang đã ra đời, cũng lấy là cảm hứng từ tâm lý và mong muốn của khách hàng. Mời bà con cùng tìm hiểu cây cỏ may mắn sau ít phút nữa. Còn bây giờ là phần điểm tin. Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng dựa rau lớn nhất cả nước, dự kiến giá rau Tết 2019 sẽ tăng cao hơn năm rồi. Đặc sản Tết rộn ràng chào Tết, khô cá dứa Long An, nhiều người ưa dùng, đắt hàng. Độc lạ là từ dành cho nhãn tím miền Tây. Lão nông này nhất quyết giữ đặc sản độc đáo cho người dân Việt ăn Tết, không bán ra nước ngoài. Huyện Đạ Tẻ tập trung sản xuất 400 hectare lúa theo quy trình Global Gap, Việt Gap. Cuối năm, nông dân Lâm Đồng trăn trở vì những lo lắng dịch bệnh trên cây trồng ảnh hưởng thu nhập. Nông dân nói gì? Mời bà con đón xem. Là dựa rau và hoa của cả nước nên tỉnh Lâm Đồng sẽ chi phối rất lớn sản lượng và giá bán của các mặt hàng này trong dịp Tết. Theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, giá rau dịp Tết Kỷ Hợi tới đây sẽ có biến động tăng cao hơn so với dịp Tết năm ngoái, do ảnh hưởng của hai cơn bão số 12 và số 14 trung tuần tháng 11 năm 2018, khiến cho một số tỉnh miền Trung bị ngập lụt, mưa lớn, nên việc xuống giống các loại rau và hoa vụ đông xuân 2018-2019 giảm đáng kể. Bắt đầu từ mùng 10 tháng Chạp kéo dài đến rằm tháng Giêng là khoảng thời gian phục vụ thị trường Tết mạnh nhất. Đón đầu thị trường năm nay, tỉnh Lâm Đồng đã gieo trồng vụ đông xuân trên 21.500 ha rau các loại, với sản lượng cơ bản phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng. Sản lượng ước tính cho thu hoạch phục vụ thị trường Tết khoảng 664.000 tấn rau các loại. Nông dân tập trung xuống giống một số loại cây chủ lực như hành tây, khoai tây, củ cải, cà rốt, hành lá, cà chua, su hào. Trước đó, nhiều công ty đơn vị nhập khẩu khoảng trên 2 tấn hạt giống rau các loại phục vụ nhu cầu gieo trồng, vụ Tết Nguyên Đán. Một số giống rau, hoa nhập khẩu tăng so với cùng kỳ như bắp cải 419 ha, bí các loại 308 ha, hành tây 296 ha, bó xôi 184 ha, su hào 95,6 ha. Cá dứa, cá tra, ba sa, cùng họ cá da trơn, mỗi loại làm khô thì có hương vị riêng. Nhưng người tiêu dùng thì thích khô cá dứa, một nắng vì độ mặn, ngọt ngọt, vị béo béo của mỡ cá. Những ngày Tết này thì đem đi nhậu thì bá cháy. Đón đầu tâm lý này cho nên là những ngày giáp Tết, người dân của xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An lại tất bật làm khô cá dứa chuẩn bị phục vụ thị trường. Huyện Cần Đước thì rất nổi tiếng với món khô cá dứa một nắng. Nơi đây làm số lượng lớn và thành lập cả công ty chứ không làm hộ nhỏ lẻ như là một số làng nghề khác. Từ từ thì khô cá dứa một nắng được nhiều người biết đến hơn. Và Tết này, những mẻ khô cá dứa ngon ngọt sẽ ra hàng chở giá bình ổn, không chênh lệch nhiều so với mọi năm. Một công ty tại Long An cho biết, sản phẩm của công ty được Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op ký hợp đồng đưa sản phẩm vào siêu thị. Hiện nay, cá tươi thu mua từ 150 đến 180 ngàn đồng một ký. Sau khi trải qua các công đoạn làm sạch và phơi, khô cá dứa một nắng được bán cho giá 260 đến 350 ngàn đồng một ký. Chất lượng khô ngon là do người sản xuất đầu tư máy buồng phơi khô. Nhiệt độ và độ ẩm trong buồng phơi duy trì tương đương với phương pháp phơi nắng truyền thống. Người làm khô cá dứa không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân mà còn giới thiệu ẩm thực của Cần Đước đến với bạn bè, du khách. Thưa bà con, ở đầu chương trình thì Quỳnh Như có nhắc đến cây cỏ may mắn được nhiều khách hàng săn đón vào dịp Tết. Nhìn hình dáng của loại kiểng này thì rất đẹp và tên của nó cũng làm cho người mua thích nữa. Chân, nghe cái tên cỏ may mắn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Thế nhưng mà chủ nhân của sản phẩm này còn gắn với con vật của năm, làm cho sản phẩm thêm độc đáo và hút hàng. Và một nhà vườn ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang đang ăn nên làm ra nhờ cây cỏ may mắn này. Thưa quý khán giả, vốn có tên là cỏ may mắn cho nên là được nhiều người lựa chọn để cầu mong may mắn đến cho gia đình của mình. Và đáp ứng với xu hướng của thị trường năm nay, khi mà Tết Kỷ Hợi đang đến gần, thì những cây cỏ may mắn, những cây tài lộc được trồng trong chậu có dáng hình là của một con heo cho nên là đang rất là đắt hàng. Từ tháng 10, bà Nguyễn Thị Kim Oanh ở huyện Châu Thành A đã đặt 100 chậu hình con heo ở thành phố Hồ Chí Minh về để làm cỏ may mắn bán vào dịp Tết Kỷ Hợi. Do đánh đúng tâm lý người tiêu dùng, cộng với mức giá chỉ từ 50 cho đến 70 ngàn đồng một chậu, nên đến nay bà đã bán gần hết, chỉ còn vài chậu.
Bà Oanh cũng cho biết có nhiều người đặt thêm nhưng bà đã từ chối vì nguồn giống của loại cỏ may mắn này hiện rất khan hiếm. Hôm ngày làm vừa ra là bao nhiêu hàng là khách người ta thấy đẹp cái người ta lấy. Với cây cỏ may mắn của mình là chơi nó bền mà nó lại đẹp mắt nữa nên là người ta thấy người ta thích. Mẫu mã thay đổi để phù hợp với xu hướng của thị trường nhưng giá bán vẫn không đổi. Vì thế, điểm mua bán của bà Oanh luôn nhận rất nhiều đơn đặt hàng từ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những chậu cỏ may mắn có thêm cây tài lộc được trồng trong chậu có hình con heo xinh xắn, những chiếc thuyền tài lộc thuận buồm xuôi gió cũng được nhiều người lựa chọn gửi tặng cho bạn bè để cầu mong năm mới nhiều may mắn. Trồng cây gì, nuôi con gì thì khi có sản phẩm ai cũng mong muốn sẽ bán được với giá cao. Nhưng mà có một nhà vườn ở miền Tây lại không chịu như vậy. Và nghe thông tin này thì đúng là rất thú vị. Và tôi chắc chắn là quý khán giả đang xem chương trình cũng đang suy nghĩ và cảm thấy lạ đúng không ạ? Thưa bà con, không lạ tí nào đâu. Bởi vì ông Trần Văn Huy đây, tên thường gọi là ông Bảy Huy, 62 tuổi, ngụ tại xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng, mong muốn giữ lại đặc sản quý, độc lạ, giống nhãn tím để cho người Việt ăn Tết thôi, chứ không muốn bán đi đâu xa. Và ông đã từ chối bán cho khách hàng Trung Quốc và Thái Lan. Chính suy nghĩ và phát ngôn của ông đã mang đến niềm vui và tạo suy nghĩ cho nhiều người cũng nên giữ giống quý của riêng mình, đừng để bị xâm chiếm thương hiệu. 365 ngày chuyển động trước đó cũng đã đưa thông tin về giống nhãn tím này. Tết về thì mời bà con về lại vườn nhãn tím miền Tây. Được biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, toàn vườn nhà ông cung cấp ra thị trường khoảng 50kg nhãn tím cho mọi người dân Tết. Ông cho biết, 50kg nhãn tím này đã có người đặt hết, chủ yếu tôi bán cho người gần nhà. Có nhiều người ở nơi khác gọi điện thoại, hỏi đặt mua, nhưng tôi không bán vì chỉ có vài chục ký. Theo ông Huy, dù nhiều người khao khát được mua, nhưng ông vẫn bán với giá nhãn tím 100.000 đồng một ký bằng với giá cũ. Có người gọi kêu để lại số nhãn này cho họ với giá cao hơn mấy chục ngàn, nhưng ông không đồng ý vì làm ăn phải giữ chữ tín. Theo lão nông này, mới đây có một đoàn khách Trung Quốc vào tham quan vườn và muốn mua vài ký nhãn tím đem về, nhưng ông không bán. Trước đó, nhiều đoàn khách Đài Loan, Thái Lan cũng đến tham quan và muốn mua nhãn trái, cây giống, nhưng ông cũng từ chối vì ông cho rằng đây là lộc trời ban nên không muốn nhân rộng sang các nước khác. Và cũng bởi đặc sản độc đáo phải để cho người Việt ăn Tết. Sau khi nghe những lời chân chất tận tâm can của ông Bảy Huy thì mới hiểu và càng trân trọng hơn người nông dân này. Bởi vì nhiều người biết gìn giữ những giống quý trời ban như ông vậy thì trái cây của Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng. Nhưng trước hết là làm rạng danh quê hương Phong Nẫm, Kế Sách, Sóc Trăng. Sau khi tìm hiểu về giá rau màu Tết tại Lâm Đồng và đi một vòng miền Tây xem hàng Tết ra sao, thì chúng tôi mời bà con cùng quay lại Lâm Đồng xem công việc làm ăn một năm qua của một số nhà vườn ra sao. Bà con nông dân và quý khán giả thân mến, nhắc đến Lâm Đồng thì ít ai biết nơi đây có thể trồng được cây lúa. Nhưng thiên nhiên cũng rất ưu đãi về thổ nhưỡng phù hợp trồng lúa cho vùng đạ tẻ Lâm Đồng. Đây như là một sự cân bằng nhu cầu sống cho từng vùng. Vậy nên là người dân nắm bắt cơ hội phát triển cây lúa theo hướng sạch để cung cấp gạo cho cả vùng. Theo kế hoạch, trong tháng 2 năm 2019, ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻ tổ chức triển khai 400 hectare lúa sản xuất tập trung một mùa vụ trên cùng cánh đồng lớn, còn gọi là đồng trà hay là đồng vụ, theo quy trình đạt chuẩn Global Cup và Vietcup. Đa số là bà con đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi mùa vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích. Ngành nông nghiệp huyện theo sát lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi năm 2019 để đồng hành cùng với bà con nơi đây. Ngành nông nghiệp tăng cường công tác dự báo, phát hiện dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi để xử lý kịp thời. Đồng thời xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, đúc kết kinh nghiệm và chuyển giao nhân rộng quy trình kỹ thuật đến nhiều vùng nông nghiệp trên địa bàn. Thế mạnh của Lâm Đồng là cà phê, chè, rau và hoa. Năm nay do lượng mưa nhiều và giá chè ổn định nên diện tích chè phát triển nhanh ở các xã Đạ Mri, Hà Lâm, Đạ Ploa và Phước Lộc thuộc huyện Đạ Quai. Bình quân thì mỗi xã có từ 15 đến 25 hectare chè. Việc thu hoạch thuận lợi, bên cạnh đó thì giá chè xanh tăng từ 4.000 cho đến 5.500 đồng một ký. Được biết là mỗi hectare chè chăm sóc tốt đạt sản lượng là 4 tấn một hectare.
Mỗi năm thì có 6 đợt thu. Với giá chè hiện nay thì mỗi hecta chè thu nhập từ 100 triệu đồng một hecta. Hiện nay đầu ra của cây chè thuận lợi nên người trồng chè ở huyện thì cũng có thu nhập ổn định. Lâm Đồng hiện đang canh tác 174.390 hecta cà phê, trong đó diện tích cà phê chè 13.685 hecta, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và các vùng phụ cận. Diện tích cà phê chè chủ yếu mang lại thu nhập cho bà con nông dân vùng đồng bào dân tộc tại huyện Lạc Dương và cũng là một vùng mang thương hiệu cà phê Arabica Lâm Đồng. Mới đầu năm 2019, nông dân trồng cà phê đau đầu với dịch bọ xít muỗi. Toàn huyện Lạc Dương có trên 352 hecta nhiễm bọ xít muỗi nặng, hiện tại chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng của cây cà phê. Bọ xít muỗi xuất hiện sớm là do thời tiết có mưa rải rác, trời âm u, một số diện tích cà phê sau thu hoạch bắt đầu ra chồi non. Nông dân đang tập trung thu hoạch, chưa chủ động phòng trừ. Một năm đi qua, sản xuất nông nghiệp năm 2018 bên cạnh những thuận lợi và một số kết quả đáng khích lệ thì vẫn còn không ít khó khăn, thách thức mà nhà nông phải đối mặt. Năm qua, tình hình dịch bệnh trên cây trồng không có biến động lớn, phần lớn là các loại dịch bệnh đều trong tầm kiểm soát, không gây thiệt hại lớn đến sản xuất. Và không chỉ trên cây cà phê, năm qua, bệnh do virus và bọ xít vẫn gây hại trên cây cà chua hay là hoa cúc. Đến cuối năm, thời tiết còn ảnh hưởng đến diện tích địa lan, làm cho hoa nở sớm gây thiệt hại cho nhà vườn. Chất lượng nông sản hạn chế, giá cả đầu ra thì bấp bênh. Rất nhiều những vấn đề như vậy, cho nên là sắp Tết, nhà vườn vẫn còn trăn trở về ruộng vườn. Mong muốn của nhà nông Lâm Đồng thời gian tới là gì? Mời quý khán giả và bà con cùng xem thông tin cụ thể sau đây. Thống kê của ngành chức năng năm 2018, 3.720 hecta cà phê chè bị bọ xít muỗi gây hại, tăng trên 200 hecta so với năm 2017. Cây cà chua bệnh xoăn lá virus nhiễm 320 hecta. Ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều giải pháp phòng trừ. Tuy nhiên đến nay dịch bệnh vẫn chưa được xử lý triệt để. Nói về sâu thì cà chua thì không đáng ngại bao nhiêu, nhưng mà về bệnh hại thì đáng ngại. Bệnh thì có rất nhiều bệnh, nấm bệnh thì có cả sương mai bả trầu này, rồi bệnh thì nhiều bệnh, ví dụ là bệnh do Phytophthora hoặc là bị chết cây, bị chạy chỉ, đó là những bệnh mà là đáng ngại nhất trên cây cà chua. Bệnh xoăn lá thì đó là cái loại mà chúng ta đang đáng sợ nhất hiện nay. Lo lắng nữa là liên kết sản xuất để cạnh tranh về chất lượng sản phẩm. Để thuận tiện trong việc áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác tiên tiến và tìm đầu ra nông sản, tỉnh có 120 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ, với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 77 hợp tác xã và tổ hợp tác, gần 12.600 nông hộ. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi giá trị sản phẩm thường cao hơn 20-25% so với thông thường. Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu thực tế, lượng nông sản được tiêu thụ thông qua hợp đồng vẫn còn hạn chế. Nhờ cái chỗ liên kết ở chỗ hợp tác xã, thì coi như là liên kết với cái công ty nước ngoài thì giờ hỗ trợ cho bà con là vấn đề là giống, thứ hai nữa là công kỹ thuật, thứ ba nữa là cái phân bón. Những khó khăn đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất của nhà nông, kéo theo thu nhập của bà con nhiều thời điểm bị giảm sút đáng kể. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có nền tảng cơ bản về sản xuất công nghệ cao, áp dụng nhà màng, nhà lưới, ứng dụng máy móc thông minh, Internet vào sản xuất. Các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vì thấy được tiềm năng nông nghiệp Lâm Đồng. Để giúp nông dân trở thành chuyên gia trên đồng ruộng, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch cụ thể vùng nông nghiệp công nghệ cao, hướng dẫn thêm kỹ thuật canh tác hiện đại, hỗ trợ giống, tìm đầu ra qua việc liên kết tiêu thụ. Yên tâm, lạc quan ăn Tết và hăng hái sản xuất là những gì mà chúng tôi mong muốn và kính chúc cho bà con nông dân, những khán giả của bản tin 365 ngày chuyển động. Và đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Với địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com và số điện thoại 0263 3829 930, bà con nào có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm kiếm về cây con giống mô hình hay, hãy liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ này. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.